buổi tối mù trên đồi hỏi hòn đá nhỏ, con đường nào dẫn đến một dòng sông, một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo và con đò và cầu hò theo nước trôi xuôi. Các bạn thân mến, đối với quá trình mua sắm một dàn máy karaoke cho gia đình thì các bạn thấy là có nhiều người lại mong muốn sử dụng cục đẩy công suất dời kết hợp với vang dời, mic dời, nâng tiếng, lọc xì, tức là rất nhiều những thiết bị phụ trợ phối ghép dời bên ngoài. Và các bạn thấy phương pháp chơi đó có nhiều ưu điểm. Một là các bạn có thể thay đổi được cục đẩy, hoặc các bạn có thể thay đổi được vang để thay đổi âm sắc, hoặc có thể kết hợp thêm nhiều những thiết bị, ví dụ như là nâng tiếng hay lọc xì vân vân, tùy theo sở thích của mỗi người. Nhưng các bạn thấy là kèm theo nó thì sẽ rất nhiều cái dây dợ kết nối lằng nhằng, và có nhiều bác cảm thấy rất là phiền toái. Và đặc biệt là những người lại thích sự tối giản, tức là đơn giản thôi, không phải dây dợ nhiều, chỉ cần cắm và bật. Thì đó là một trong những cái lợi thế lớn của âm ly. Và các bạn thấy là trước đây nếu như những dòng âm ly thường thường thì anh em e dè bởi công suất của nó không được lớn lắm. Nhưng các bạn thấy bây giờ thì các bạn thấy là những dòng âm ly của Jaguar, đặc biệt là Jaguar 506N Argon như trước mắt các bạn ấy, đã được nâng cấp công suất lên 3000W, sử dụng 24 sò Toshiba chất lượng cao, và tất cả mạch âm sắc chống hú, chống rít, kết nối không dây Bluetooth, và nó thừa hưởng tất cả những tinh hoa của dòng 506N trước đây. Nhưng các bạn thấy là đã kết hợp thêm khả năng kết nối không dây Bluetooth, và thêm vào đó nữa là khả năng chống hú, chống rít, và echo của nó mượt hơn rất nhiều lần. Thì các bạn thấy chiếc âm ly này có công suất lên đến 3000W, có thể đánh được rất nhiều cặp loa full, những dòng BMB đều có thể kết hợp dễ dàng, những dòng loa Bose, những dòng loa Vega vân vân mà các bạn đang có, kể cả những dòng JB, kể cả những dòng 512 rồi KM12 vân vân. Thì các bạn thấy trước mắt các bạn là một bộ karaoke mà tôi sẽ ghép vào để test giới thiệu với các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đó là những cặp BMB 450C hàng bãi line new nghĩa là như mới đấy. Các bạn nhìn thấy đấy, đấy, đó là hàng bãi. Thì đối với dòng BMB 450C này là phiên bản rút gọn của vua karaoke, tức là nó là phiên bản rút gọn của dòng 900C. Nếu như các bạn thấy là những cặp 900C tôi bán với giá 13 triệu đồng và bát 30 công suất 1200W một thùng. Thì đối với những người có không gian khoảng 40m quay về thì chúng ta cũng chỉ cần sử dụng một cặp này thôi, đó là BMB 450C, công suất 500W một thùng. Và sau lưng của nó cũng có những tính năng như 900C, và các bạn thấy giá chỉ 6 triệu 500 ngàn đồng thôi. Thì các bạn có hỏi tôi là có nhiều nơi bán rẻ lắm, chỉ hơn 5 triệu thôi. Thì các bạn thấy là cái nguồn hàng mỗi người nó khác nhau. Và đối với chúng tôi thì tôi chỉ tuyển loại 1 thôi, tức là bãi loại 1, tức là không sứt sẹo này, không phải tút tát này, không phải mông má gì cả này, hàng nguyên bản hết, gọi là line new. Cho nên các bạn nghe các bản test của tôi, âm thanh của nó rất là tuyệt vời, mượt mà. Cặp loa này giá 6 triệu 500 ngàn đồng, các bạn cũng không mặc cả, không trả giá nữa. Và các bạn thấy là hầu như ngày nào anh em cũng đặt những cặp loa như thế này đến từ tôi. Các bạn cứ nghe cái chất âm tôi test ấy, nó khác biệt hoàn toàn, không bị nhão bát, không vỗ nhện. Cái điều này vẫn nhắc lại với các bạn nhé. Và âm thanh của nó phải là âm thanh nguyên bản, không bị thay đổi. Đấy, đó là cái sự khác biệt từ những cặp mà tôi tuyển, gọi là BMB 450C Line New. Ở đây các bạn thấy này, đó là âm ly Jaguar 506N Argon Made in Korea, sản xuất tại Hàn Quốc, nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam. Đây là phiên bản đặc biệt, phiên bản hay nhất, cao cấp nhất của hãng Jaguar ở thời điểm hiện tại. Nó là phiên bản NA Gold 3000W, 24 sò Toshiba, kết nối không dây Bluetooth này. Các bạn cứ giữ tay đây một lúc là nó khoảng 1 giây thì nó sẽ tự tìm, nó bật cái chế độ Bluetooth lên. Các bạn có thể sử dụng cái chế độ analog cắm dây đằng sau, hoặc là chế độ kết nối Bluetooth ở đây này để phát nhạc này. Thì đối với cái dòng này thì các bạn thấy này, các bạn có thể kết hợp với mic có dây hoặc mic không dây. Chiếc ly này thì có giá 15 triệu đồng, đập thùng 3000W, các bạn nhìn thấy đầy đủ tem mác hết, hàng made in Korea, bảo hành cho các bạn đầy đủ. Và các bạn nhìn thấy ở phía trên đó là mic không dây CAVS đây này, một đầu thu hai tay mic, dòng mic thông minh, tiết kiệm pin, ngon bổ rẻ, tiếng cực kỳ trong trẻo, một đầu thu hai tay mic giá 3 triệu đồng, rất hợp lý. Các bạn thân mến, bây giờ tôi sẽ test thử cái cấu hình này để các bạn nghe thử. Ở clip này thì tôi kê cái loa full ở phía dưới là kê thôi, để các bạn nghe, và tôi chỉ mở nguyên cặp loa phía trên thôi. Ở bên này bạn nào thích súp điện có súp điện, còn đây là súp hơi của AAR Bass 40 khủng này, giá 8 triệu đồng. Súp hơi AAR Bass 40 giá 8 triệu. Tương ứng với cái dòng là súp hơi của CAVS cũng như của DB Acoustic. Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ, con đường nào dẫn đến một miền quê,
sáng hỏi mây trời đi hoài có gió con đường nào, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về xây tổ. Mưa sẽ về cho đá đơm bông. Tôi ngủ trên đồi hỏi hòn đá nhỏ con đường nào dẫn đến một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo và con đò và câu hò theo nước trôi xuôi. Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ. Con đường nào dẫn đến một miền quê trời hanh nắng ruộng khô cằn sỏi đá. Đợi mưa về cho lúa đơm bông. Ô quê mình giờ đây, con sông xưa thuyền có xuôi. Sáng hỏi mây trời đi hoài có gió con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về xây tổ. Mưa sẽ về cho đá đơm bông. Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về xây tổ. Mưa sẽ về cho đá đơm.